Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Monica ơi, Monica ơi. Ui xà, nghĩ là không có nhà. Hỏi về cho lợn á. Ui xồi ơi, cắt thoại mái đi. Mau đại ca, không có nhà. Không có nhà. Vướng tới cái liềm cổng giật. Cái đào rất to nữa. Đó là gì ạ? Ủa sổ đây rồi. Ôi khoai bon. Đấy, lợn nó ăn loại này này, nó thích ăn loại này lắm. Hảo hạng đấy, thích ăn hảo hạng đấy. Cái này này, con lợn này so sánh với cua hoàng đế. Trời, mày võ công cao cường lắm. Trời ơi. Yeah.
miệng mình thái nhỏ hơn đấy. Một cây lợn nhà mình mồm rộng ăn lắm, nó mồm to lắm, tạ hai tạ ba tạ nó bùng, một đàn nó chạy nhau ăn sụp 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 phát hơi. Bọn này nó ăn tốn lắm, bao nhiêu tiền của mày to như thế. Mau đi thái cá lợn cho nó ăn suốt đấy.
làm gì đấy? Anh ở đấy làm gì đấy? Tao đang rình ăn trộm. Rình ăn trộm gì ở chỗ này á? Tao rình ăn trộm gà, mấy hôm mày mất gà mày không biết à? Thế sao anh có thấy nào ăn trộm lợn của em không? Lợn nào? Mới ăn cả lợn rồi, em cho em mượn điện thoại em bảo không ăn rồi. Mất lợn nào? Em gọi 113. Lợn nào? Lợn có lợn trời đi em ơi. Lợn dịch cả đàn, nhà mày hôm qua dịch thoại hết tôi còn đâu. Mày điên là tao với mẹ mày đi chơi nữa này. Mày đi chơi đến bao giờ mày mới về mày biết được. Ngu. Chết rồi á? Chết cái toi còn đâu. Thế sao trong tủ không có? Có gì? Có thịt lợn. Mày điên là thịt lợn dịch đem chôn hết rồi. Thì sao mày để lại một nửa con để ăn nhứ? Mày điên là lợn dịch thì ai để lại? Thế thì em lấy lâu thịt lợn mà ăn. Tiêu hủy hết rồi. Thịt lợn đi mua đi làm nào. Thật không đây? Chả thật. Tao có biết làm gì. Tao dình đây từ sáng tao thấy mày long quăng tao định à chết tao định, tao định ở đây dình trộm cho mày. Tao tính muốn chạy long quăng mày làm cái gì? Hôm qua em cả anh với anh cả đi chơi à? Anh chơi lúc nào? Chiều qua. Chiều hôm qua mày đi đâu ai biết được? Chết toi hết rồi còn đâu? Mày không thấy ngoài cái rác vôi rồi đấy à? Nhiều. Vì cậu em nấu bao nhiêu cắm lợn cho ngon. Mày làm gì đấy? Làm gì đấy? Đúng là cắm lợn xong bổ cho lợn sắp để. Ôi dồi ôi, tốt thế. Lợn chết toi hết rồi bắt đầu mình nấu cám. Ngày trước thì... Hôm nay em cả nấu. Ngày trước thì không thể đấy, tõn cái là đi chơi. Này, ngon ăn đi. Em nấu lợn không ăn. Nấu cắm lợn, cho lợn hôm nay dễ rời. Dễ hơi. Sao mày thế nấu được? Cắm lợn cho ai ăn? Anh chưa tao ăn. Anh đi mà ăn. Chưa này có thức ăn chưa? Chưa. Chưa, đấy. Cho mà chưa tao mà ăn. Gọi chị bố ra. Bảo chị bố cho. Anh chưa. Mà ăn. Thế mày nấu làm gì? À, nấu cho lợn. Thế cho tao đi, tao phải cho lợn ăn. Này, cho tao bao nhiêu công sức của em nấu đấy. Đây, ăn đi. Bẩn. Ăn đi. Bánh bỏng hết rồi, bẩn ăn. Đấy, không cho thì ăn đi. Để đấy mà ăn. Kinh xem nào. Ai đọc, không biết nấu cháo lợn cũng được phết đấy nhỉ. Không biết nấu à, em nấu chuốt đấy. Lười như anh ấy. Lười như tao, thật lười như tao không có cháo lợn cho lợn ăn này. Này, anh ta đang cháo ăn sẵn nha. Thì bây giờ có rồi nè, có cháo lợn này. Được, tao trưng dụng. Trưng dụng. Mày, biết cái gì không nào, thịt lợn nó cho cái đùi. Nhớ nha. Em tưởng đấy, tưởng không cho. Cho không? Trả lại cái nồi đây. Là chưa múc cơm. Cho anh mượn cả cái nồi nó về. Đấy đây, cơm này chưa múc canh mà. Không có thiếu canh gì đây này. Canh gì vậy? Đặt phết này. Cho anh cả cái nồi nó về. Lấy cái gì trở về bây giờ? Cái xe à, xe rồi. Mới trở tao cái tao giữ không bảo lắm. Đi. Có được tiền không? Ship không? Có, được tiền ship. Bao tiền? Hả? Bao tiền? Tính nữa lên, tao thiếu tiền. Quan trọng đi. Chưa về mà lại đấy. Mà lại múc múc cơm mà ăn. Ây da, khỏe quá nhờ. Rồi ok, nào đi. Em có bỏng bỏng. Còn, tao giữ tao đẩn. Này, em bẩn cái này nặng ngoài một tí anh. Nếu mà bỏng bỏng sẽ bỏng bỏng thì tao ngồi lên cho đỡ bỏng bỏng. Lột lật trang. Lột ngang nào. Lột lật trang. Rồi thế thôi, đến đi. Tao đẩn. Sáng kia ăn sáng là kéo mạnh lên. Đây là anh hướng nào? Rõ ràng xe tao để đến nhà tao mà mày để đến nhà tao một rồi. Từ từ chết chết chết. Nhìn thế này.
không nấu có phải tao đứng phải khiêng. Đỡ phải khiêng cho ai đi nhìn ơi. Có lợn nhà anh mồm rộng này thì nó đã một lúc kìa ấy. Cho nước vào đã. Anh lại cứ cho ai dưới nào. Dưới gì? Cho nước vào đâu rồi. Nhanh không có cầm, cầm lên này tôi. Bỏng. Hay à. Được đấy. Rồi thì mình sau mấy tháng ăn cám thì mới được cùng nữa. Lợn gì là trúng điểm chạy ăn cắm tiền. Mỏng lắm. Lợn này á, thịt em vẫn thèm. Thịt thì chả thèm, đấy tao là cây. Đây, cà nê này. Đâu? Em muốn cả. Vừa nó lại chạy ra mất. Tí nữa hát ăn bảo. Mang đi chiến này. Lấy muối ra đây. Mang lại đi chiến này. Không, lấy muối ra cho lượng ăn. Không phải muối, lợn nhà anh không phải muối. Nó thừa muối. Sao thừa muối? Lợn nhà anh nó ăn chút cắm viên nó đẩy muối. Cô phải kêu bọn tao. Em kiếm được à? Ôi anh ơi, anh ơi. Tao quên mất. Bên này nó có má mà. Anh này. Lợn u u. Lợn u u. Có lợn này nhà anh. À tránh đó. 300 con thế nhỉ? Đấy, ăn đi. Hôm nay giúp thân mang lên đây ngủ lòng tốt rồi nhé. Ăn sáng đây nhá. Trong thịt. Ôi bỏng. À, thịt nó mới thơm. Bỏng bỏng bỏng. Nó ru hết rồi, cứ nghe mày bỏng thịt. Chứ là bỏng 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 bỏng. Sorry mày nhá. Thôi bỏng. Anh ấy bỏng hết áo nha mày. Bỏng bỏng. Thế rồi. Sao nào rồi nhỉ? Bỏng quá. Thôi ăn chừng là được nhá, chiều ăn tốt nhá. Ui bỏng. Ui anh ơi, dưới quán có khách. Từ từ. Bây giờ xuống rồi, từ từ bỏng, tí nữa. Mày vào mày thổi cho nó vắt. Chừng này chiều ăn nốt nhá, ăn nốt chỗ này. Mày cầm bơm cho ít nước vào đây, đổ vào cho nó đỡ bỏng đấy. Đây. Đây là... Bỏng quá. Đâu đấy. Nặng bên kia dưới chắc là hơi bị bỏng. Thế nên là cậu ta à? Cậu ta không ăn được bỏng. Con này trâu quá này anh nhỉ. Con lợn thì trâu gì? Tại vì nó như kiểu Facebook ấy. Vì lửa mồm đang bỏng mấy lần đây. Khá hay được. Chết đi sống lại. Chết đi sống lại. Rồi ok em chưa ơi, chết đấy.